Hey, alo anh em, chào anh em nha. Anh em nhớ xem clip ủng hộ và đăng ký kênh mình nha. Đó, đây mình review mới hàng mới dài nè, bóp nha. Bóp là USA này nha anh em. Hàng USA này nha anh em. Đó. Đó hàng USA nha anh em. Đó. Đó đây. Cho anh em xem. Đó. Đó. Bóp này là coi như là mình bóp đứng, gọi là bóp đứng, mình bỏ tiền bỏ thẻ vô cũng kênh hết luôn anh em. Đó, bỏ đây cũng được. Đó, mình bỏ đây cũng được, mình bỏ là bỏ. Tiền thì mình bỏ bình thường nha anh em. Đó. Tiền thì mình bỏ vô bình thường. Đó. Thấy không? Đó. Đây để chạy thêm cái bóp này nữa. Bóp anh đủ loại. Đó. Đó, đây. Đó. Hàng là hàng nhập nha, hàng là chuẩn hết, hàng nhập đó. Đó. Đó, nút bấm được là hàng hiệu là hết nha. Đó. Đó, phi bấm của nó nè. Kịch đó, bỏ tiền bỏ bóp bỏ đồ vô đó. Nút bấm được có đầy đủ hết. Đây. Đó. Lắp lại, đây bấm vô cái kịch đó. Bỏ tiền bỏ bóp bỏ thẻ đồ là ok hết. Kéo lại. Đây, kéo đây. Đó. Đây kéo của nó nè. Đó. Em còn nhiều mẫu lắm nha. Đây, cái mẫu nữa đây. Đó, đây là càng là hàng sách tay hàng nhập hết luôn á. Đó. Đó, kéo nè ha. Đó. Đủ kiểu đủ màu. Đó. Ngăn hai ngăn. Đây nữa. Đó, hai ngăn, đủ trong đây. Bỏ ảnh, bỏ giấy chứng minh bằng lái xe, bỏ tiền, đủ thứ hết. Đó, anh em bỏ gì anh em bỏ. Thì anh em. Đó. Đó, có nhiều loại nha anh em. Anh em bóp đứng này gọn nhỏ đây. Hàng em của em là hàng made in USA hết. Hàng nhập hết da là da càng da bò không nha. Đó, hàng em về mới nè. Đó, nhiều đủ loại nha. Hàng chuẩn hàng nhập luôn nè đó. Đây. Đó, bóp là hàng xịn hết đó. Hay đến USA hết. Da nó đóng nó là gel thì đến hết nè. Đó, còn đây là mấy cái bóp đính. Bóp đính này thì mấy giá thì rẻ à. Không có mắc đó. Và đây, bên đây là Zippo. Đó. Zippo à, hình kiểu một chiến à. Đó. Đó. Đó, em cho bơm xăng nha anh em. Đó, đây đợi ở đây. 521 nè, cái này đời mới nha anh em. Này sản xuất đời mới. 521. Đây, cái này đây. Đó. Zippo, cái này đời này ba gạch. Ba gạch khoảng năm này nó mấy chưa biết không? Đây nha, lòng trong của nó nè anh em. Zippo thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà ông anh thì ông sách tay giờ nha, là nhiều cái Zippo mình chưa chuyên lắm. Chưa chuyên về Zippo lắm, lòng trong của nó này. Mình không biết chơi có sưu tầm Zippo. Ông già mình ổng hút thuốc thì ổng sưu tầm Zippo, ổng chơi chứ mình cũng sưu tầm, nhưng khi mình không rành anh em thông cảm. Thì khi đó để bài nha anh em. Đó, để bài của lính. Đây. Đồng hồ Omega. Đó, đồng hồ Omega chính hãng luôn nha. Còn đây, đó, đây nhiều thứ lắm, nhẫn. Nhẫn à, nhẫn Mỹ, mắc kỳ mà ngọc trai, nói chung là nhiều thứ nhưng mà nhiều khi mình không rành lắm, anh em review cho anh em sơ anh em biết thì anh em comment nha. Anh em đó, đồng hồ Casio. Đó. Đó. Nhiều thứ để review cho anh em, nhiều khi không có thời gian để review tại là phương tiện. Đây đồng hồ thì cho mấy cái này, đây, đồng hồ. Đây một cái Casio vàng đó nha anh em. Một cái Casio vàng ở đây, hàng của Nhật nha anh em. Đây, hàng của Nhật nha. Đây, hàng của Nhật nha anh em, máy này máy Nhật hết á. Made in Japan, hàng Nhật hết. Đây, đây đồng hồ nhiều lắm nha anh em. Đó, tất cả đồng hồ luôn, còn dưới đây là cũng đồng hồ luôn nha anh em. Đó, đây cũng là đồng hồ hết nha anh em. Đó, đồng hồ thì mà nó chiên lắm nhưng mà hàng này hàng sách tay mà nó dài không à. Đó. Có loại thì cách China cũng có nhưng mà cũng bằng Mỹ nó kêu bằng China, nó gia công sản xuất dùm. Đó, đồng hồ cũng có cái của Nhật, cũng cái địa chỉ ra băng, cũng cái cũng là China đó. Còn hoặc đa số là Zippo này là cũng Mỹ hết nha anh em. Đó, cái mặt hàng này cũng Mỹ hết nha. Cái này để ba gạch là năm mấy thì mình chưa biết, thì mình không chuyên về Zippo nha. Đó, à, cái này đã 521 là sản xuất 521 của Thiên Quân Chiến à. Đó. Đó, còn này tất cả là đây bóp đây. Bóp nè, có cộng với lịch nữa nè. Đó, như lịch nữa. Ờ, chào anh em, review cho anh em thôi, cho anh em biết mặt hàng thôi ha. Anh em cảm gì thì bóc cho mình ha, số Zalo ha, 0933 23 5211 ha.